Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Quảng Bình bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quân khu 4 nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ. Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tập trung bàn các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào sáng nay 19 tháng 7. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018, Quảng Bình đạt 75,67 điểm trên 100 điểm, giảm 1,19 điểm so với năm 2017, xếp thứ 37 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phân tích kết quả cụ thể theo các lĩnh vực tiêu chí và tiêu chí thành phần cho thấy, một số lĩnh vực đạt kết quả cao như lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 3 trên 63, công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực đạt kết quả thấp là cải cách tài chính công xếp thứ 56 trên 63, hiện đại hóa hành chính xếp thứ 58 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, điểm tổng hợp chỉ số PCI tỉnh Quảng Bình là 61,01, tăng 0,24 điểm so với năm 2017, xếp vào nhóm trung bình của cả nước, xếp thứ 54 trên 63 tỉnh, thành phố. Có 3 chỉ số thành phần được cải thiện và tăng hạng là chỉ số đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng và tính minh bạch. 3 chỉ số thành phần tăng điểm nhưng giảm hạng là chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí thời gian và thiết chế pháp lý. Qua đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, hội nghị đã tập trung phân tích các nguyên nhân dẫn đến nhiều chỉ số đạt thấp, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính. Trong đó nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ công chức trực tiếp làm việc với các cá nhân và tổ chức. Sáng nay ngày 19 tháng 7, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Hoàng Minh Đề, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Duyên, cán bộ công chức địa chính xã Nam Hóa đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, kết quả nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và tình hình giải quyết các kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Tuyên Hóa thời gian qua. Cử tri huyện Tuyên Hóa đã bày tỏ sự vui mừng và đồng tình cao được những kết quả của kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề cử tri thắc mắc. Đồng thời cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, vấn đề cấp quyền sử dụng đất, cần có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc sau khi học xong. Sau khi lắng nghe cử tri phản ánh, trên tinh thần thẳng thắn, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số đề xuất kiến nghị thuộc thẩm quyền đối với cử tri huyện Tuyên Hóa. Những ý kiến còn lại được tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hôm nay ngày 19 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Trong những tháng đầu năm 2019, được thực trạng diễn biến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền vận động nhân dân giải quyết kịp thời, ổn định tình hình. An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, góp phần tạo môi trường chính trị xã hội ổn định để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm được đẩy mạnh. Các lực lượng chức năng tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, kết hợp có hiệu quả giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp điều tra, khám phá, đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã điều tra, khám phá 280 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 92%, làm rõ 457 đối tượng. Trong đó, đấu tranh triệt xóa 10 đường dây, 16 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn
bắt giữ 63 vụ, 78 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, triển khai tốt việc xây dựng điểm một số mô hình phòng chống tội phạm, bước đầu có hiệu quả thiết thực như mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo 138 đã tập trung phân tích tình hình, diễn biến của các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn tỉnh, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ năm 2019 với đề mục chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ quân khu. Cuộc diễn tập được tiến hành theo các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến, thực hành tác chiến. Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu cho chỉ huy và cơ quan quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sư đoàn, lữ đoàn trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp, hợp đồng tác chiến giữa lực lượng vũ trang địa phương với lực lượng chủ lực của quân khu và Bộ Quốc phòng trong tác chiến phòng thủ, làm cơ sở để Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cơ quan các cấp tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ của quân khu và các đơn vị. Qua 2 ngày thực hành diễn tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ của Quân khu 4 năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình và đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày biên phòng toàn dân, duy trì chế độ sinh hoạt, ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, duy trì nghiêm nề nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy, thực hiện kiểm tra giám sát đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy các phòng, đơn vị cần rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tập trung triển khai toàn diện có hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nề nếp sinh hoạt ngày đảng, đoàn, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, sinh hoạt dân chủ, từ phê bình và phê bình. Hôm qua ngày 18 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Xanh, huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa bàn xã Thanh Trạch. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Bố Trạch nguyện ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác, cùng với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thời gian qua huyện Minh Hóa đã tập trung khai thác tiềm năng sẵn có và kêu gọi thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Minh Hóa đã và đang được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán và giao thương hàng hóa. Dọc các tuyến đường về trung tâm huyện, các chợ và cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhiều loại hình thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Minh Hóa ước đạt gần 500 triệu đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu kinh tế của huyện Minh Hóa theo hướng thương mại dịch vụ. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hương ở thôn Pháp Kề, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch đã mạnh dạn thâu 4 hectare đất đầm lầy hoang hóa để phát triển kinh tế. Trên diện tích 4 hectare, chị Hương đã đào ao thả nuôi hàng ngàn con cá nước ngọt, chăn nuôi gà, vịt và trồng sen. Nhờ tận dụng các loại cây cỏ, lá chuối để làm thức ăn cho cá, nên đã giảm được chi phí mua thức ăn, giúp đàn cá phát triển tự nhiên. Đối với đàn gà, chị chọn hình thức nuôi gối vụ. Đàn vịt thả nuôi quanh năm, lúc nào cũng có trứng xuất bán. Hiện tại gia đình chị Hương đang đầu tư nuôi thử nghiệm hơn 2 vạn con tôm càng xanh trên diện tích khoảng 1.000 m2. Từ mô hình sen cả gà vịt
mỗi năm mang lại cho gia đình chị Hương nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021, huyện Quảng Trạch đã có nhiều nỗ lực để triển khai phương án hợp nhất xã Quảng Trường với xã Quảng Liên. Một trong những vấn đề đang được đặt ra đó là việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Xã Quảng Trường là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp theo quy định. Hiện nay tổng số cán bộ công chức của xã là 21, số cán bộ không chuyên trách cấp xã được giao là 18. Một trong những vấn đề được xã quan tâm thực hiện trong lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính là làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, bởi sau khi thực hiện việc sắp xếp sẽ có một số cán bộ công chức dôi dư. Một số anh em của cán bộ công chức cũng băn khoăn lo lắng về cái việc dôi dư của cán bộ công chức sắp tới sau khi sáp nhập, đang lo lắng những cái việc mà đưa ra cái chế độ chính sách của Đảng nhà nước cấp trên như thế nào để mà vận động một số anh em theo cái quy định hiện hành. Thì sự băn khoăn lo lắng đó trên thì cũng có cơ sở. Tuy nhiên thì với cái sự băn khoăn lo lắng như vậy, nhưng chúng tôi đã triển khai để cho trước hết là cán bộ đảng viên thấy được cái mục đích ý nghĩa trong cái việc sáp nhập đơn vị hành chính để có sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức, việc tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cũng được địa phương quan tâm. Theo danh sách cử tri được niêm yết, xã Quảng Trường có trên 2.400 cử tri, trong đó hơn 50% là bà con đồng bào Công giáo. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng góp phần cho thành công của công tác này. Qua cái chi bộ thì cũng đã tuyên truyền cho cả cái đảng viên được nắm rõ về cái vấn đề lợi ích của sáp nhập xã, thì để cho cả cái đảng viên hiểu rõ các cái vấn đề và tuyên truyền cho những người dân trong thôn được nắm rõ và được biết về cái vấn đề đó. Rồi là cũng qua cái ban công tác mặt trận, chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho cả cái thành viên trong cái tổ chức của ban công tác mặt trận và cũng nhắc nhở và tuyên truyền cho những người dân thôn Thuận Hòa được biết về cái vấn đề là sáp nhập xã. Cũng có một số dân thì cũng đã là nhận thức rõ về cái vấn đề sáp nhập xã, tạo một điều kiện và một sự đồng thuận của nhân dân thì đưa lại là những cái kết quả lớn hơn. Tuy nhiên, tại một số địa phương triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh. Tại xã Quảng Liên, thời điểm phóng viên thực hiện phóng sự này, một số người dân vẫn chưa biết, chưa hiểu rõ về chủ trương lớn này. Mặc dù theo lý giải của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là đã tuyên truyền rộng rãi đến 100% người dân qua nhiều hình thức. Thì đứng nghe họ nói rồi chẳng chưa làm cho xong này, nghe nói rồi chẳng chưa chỉ mừng cho nghe họ chuẩn bị triển khai đó. Hiện nay thì chúng tôi đang tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tỷ lệ truyền thanh thì hiện nay thì hệ thống truyền thanh của xã thì đáp ứng cái toàn bộ xã được nghe và đảm bảo 100% toàn xã đều được nghe. Nói rồi chứ con có văn bản nào đâu, con có về chỉ thị về là cái vấn đề thôn về bí thư chi bộ đâu. Con có một cái văn bản là thành lập các tiểu ban để phục vụ đại hội. Nhưng mà văn bản đại hội của cái là cái xã Quảng Liên chứ không phải là cái xã nhập đâu. Theo kế hoạch, sau khi sắp xếp, tên gọi đơn vị hành chính mới sẽ là xã Liên Trường, có diện tích tự nhiên trên 25 km², dân số trên 6.800 người. Hiện nay huyện Quảng Trạch đang triển khai lộ trình sắp xếp như ban hành các kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, niêm yết danh sách cử tri và một số nội dung công việc cần thiết khác. Tổng số cán bộ công chức ở hai xã này là 42 người. Thì khi sáp nhập thì đội ngũ cán bộ thì sẽ giảm lại còn là một nửa, và đội ngũ công chức thì cũng phải có cái quá trình điều chuyển theo lộ trình. Về mặt tư tưởng, diễn biến tư tưởng của cán bộ công chức cũng có những cái băn khoăn trăn trở. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thì phòng thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền để làm tốt cái công tác tư tưởng, sau đó cho trước tiên là cán bộ đảng viên thống nhất về tư tưởng hành động, rồi triển khai để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng nhà nước và trực tiếp là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Quảng Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban huyện Quảng Trạch. Có thể thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu. Mặc dù quá trình thực hiện chủ trương là một giai đoạn rất khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy, công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện thành công chủ trương lớn này.
Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ từ cán bộ đến các tầng lớp nhân dân. Và khi đã nhận được sự ủng hộ, chung sức chung lòng của nhân dân, thì chắc chắn chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 ở địa phương sẽ thành công theo đúng lộ trình đề ra. Tháng 7 này, khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận, ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 19 tháng 7 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 49 đến 93%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 57 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 90%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 84%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 79%. Khu vực thị trấn Tiền Giang mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 84%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.